Câu hỏi hôm nay là có nên cúng cô hồn không? Và việc cúng cô hồn theo quan điểm Phật giáo là đúng hay không? Những người nghiên cứu về trí não thì cho rằng những người tự kỷ là bị nhiễm đồng, ha, trong não họ bị nhiễm vi khuẩn, nhiễm đồng và nhiễm thủy ngân. Và họ điều trị cái con vi khuẩn này, họ bảo là lây qua đường mẹ sinh con. À, và lây qua cái hôn nhau. Mà ở phương Tây á thì đâu có cấm được cái việc nó hôn nhau ha. Cho nên là cái con này á nhiều năm nó được mạnh lên. Cứ 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 mỗi lần tìm cách tiêu diệt nó thì nó cứ mạnh lên, mạnh lên, mạnh lên. Y như con virus hôm nay nè, nó biến thể nè bạn nè. Thì nó hôm nay nó vĩ đại lên rồi. Thì cái cô hồn đây là theo khoa học là virus, còn theo hòa thượng Từ Thông gọi là những tâm hồn cô đơn ha. Họ gặp trắc trở trong cuộc sống, họ là những người rất hiền lành, họ rất tốt, nhưng mà họ không theo số đông thì họ sẽ gặp trắc trở. Thì ở ngày xưa trong dân gian thì hay đem những người này, cha mẹ sinh con ra, có đứa thì nó lanh, có đứa thì nó đần. Mà cha mẹ mà không hiểu được con á, không hiểu được cái sở thích của con mình, đem đi trị nào là tâm lý, rồi cho uống thuốc này nọ kia khác đó, rồi kêu là nó không hết thì kêu là nó bị bệnh về tâm linh đó, lại đem đến chùa giọng giọng trong cái chuông. Và theo cái những cái mình tìm hiểu á, thì đem giọng trong chuông, thì trong chuông nó là cái chuông nó làm bằng đồng ha, thì giọng vào cái âm vang ở trong đó nó làm tan biến cái con vi khuẩn này đó. Thì sau khi mà hồi xưa mình cũng có ngồi đóng chuông cho những cái người đó, mà sau khi đóng á, thì người ta bảo là phải đi đóng từng 3 đến là 7 ngày thì về nó hết, mà không biết là có hết hay không thì mình không biết nha. Theo cái tư tưởng á, thì mình cứ đóng thôi theo nhu cầu của gia chủ. Thì quý thầy thiết lập trai tăng ha, mời quý thầy quý cô về cúng dường trai tăng và thí thực cô hồn và bố thí cho những người nghèo khổ, cho gạo cho tiền. Thì cái đó là muốn cúng cho lớn, cho đầy đủ thì nó phải vừa 3 bậc: cúng tăng, cúng người nghèo, cho bố thí cho người nghèo khổ và thí thực cho cô hồn ha. Thì cái này là cái khoa nghi, và mình trả lời cho bạn là cái cách cúng của bên Phật giáo là như vậy và hiện nay vẫn duy trì nha bạn. Chúng ta thì là phàm phu ha, chúng ta phải còn đương theo cái pháp đó để mà chúng ta tu tập và rèn luyện. Thì với cái sự cúng kính này, sư cô nghĩ là sẽ có được cảm ứng đạo giao năng tương hỷ, tức là nó sẽ từ cái lực hấp dẫn của vũ trụ nó đem đến nha các bạn. Đó, cái những cái loại âm hồn, hương hồn, quạnh hồn này là họ ở trong hư không nha, họ ở trong hư không hết á. Đó, đó là những cái năng lượng khi mà mình bắt nhịp được cái tần sóng đó đó, tần sóng âm đó đó, thì mình sẽ cảm nhận được ha những cái dạng này, thì nó sẽ đem đến cái phước và nó làm cho âm siêu và dương thới, đúng không? Thì theo cái lòng tin của mình thì mình nói là có 12 loại cô hồn. Thì 12 loại cô hồn này mình gọi chung đó là sĩ, nông, công, thương. Sĩ ở đây là nghệ sĩ bao gồm ca sĩ nè, bao gồm họa sĩ nè, những người giống như Thúy Kiều á, Thúy Kiều mà trong văn của Nguyễn Du có nói ha là son phấn sắc đẹp này nọ ha, sĩ, bác sĩ, rồi bác những bác sĩ này là hay thí nghiệm, đúng không? Thí nghiệm thuốc, thí nghiệm chất độc, thí nghiệm này nọ. Thì đương nhiên cũng có những người chết oan vậy ha. Thì cái đó là cô hồn.
và những tu sĩ, có những tu sĩ tử nạn, tử hy sinh vì đạo để cho chiến đấu cho tổ quốc ha. Đó thì gọi chung là sĩ, là nông, nông là nông nghiệp, xí nghiệp, thì cũng bên cạnh đó những cũng có người rất giỏi ha. Họ tìm ra những cái thức ăn khác, những cái trồng trọt khác này nọ kia khác ha. Công thương thì thương mại mậu dịch, thì thiếu gì người gọi chiến trường là thương trường, thì những người đó họ rất cô đơn. Vua quan ha, bạn vua quan cũng là những người cô đơn, đời nào cũng có sĩ nông công thương ha bạn. Quá khứ, hiện tại và vị lai đều có sĩ nông công thương, cho nên khi mà những người nào trong cái giới sĩ nông công thương này ở cái vực thẳm hố sâu mà nhìn ra được cái màu nhiệm, thì họ sẽ tin là có cái năng lượng của vũ trụ đem đến cho họ, tiếp sức cho họ, đúng không? Đó, những kẻ cô đơn mà chống đối đại thế giới, mà họ miệt mài, họ làm những việc không ăn nhập vào đâu, nhưng mà cái hiểu của họ đó là là được cảm ứng của cái giới âm hồn, nguyên hồn, quạnh hồn này. Thì tiêu biểu là Nikola Tesla, tiêu biểu là Albert Einstein, tiêu biểu là Newton. Những người này họ đâu có bao nhiêu bạn đâu, đúng không? Ngoài đó là họ tự kỷ, họ cô đơn không? Đi tìm thông tin thì những người này đều được cái năng lượng của hư không vũ trụ này báo cho họ cái tín hiệu đó, làm cho cái bộ não đó đi tìm cái đó nha các bạn. Mình tin là có ha các bạn ha. Các bạn nào mà rơi vào cái hoàn cảnh đó đó nha, thì các bạn rất là thích ngồi một mình, rất là thích mày mò ha. Không quan tâm đến người khác đánh giá mình thế nào, không quan tâm đến ai kêu mình khùng, không quan tâm đến cái gì hết. Tại vì chỉ người đó mới biết được người đó muốn cái gì và người đó làm cái gì. Thì cái năng lượng đó đó, cái tần số âm, sóng âm đó đó, nó đâu có dễ dàng mà nó thấy đâu. Các bạn hãy đi tìm hiểu đi. Và kho, và nó có đó rồi nó không đó, đúng không? Nó là sóng hạt, nó không có nhất thiết là sóng, cũng không nhất thiết là hạt. Nó là một dạng tần sóng âm, một dạng tần số thấp, mà chỉ có người nào cùng cái đó, người đó mới hiểu được thôi nha các bạn. Tiền bạc nó là giấy thôi nha. Còn cái thức ăn của cái tâm linh là thức ăn của công đức. Bạn không tin, bạn đi hỏi những người giàu có đi, họ xem cái tiền nó như thế nào, và họ muốn ban bố cái tiền đó cho chúng sanh thế giới, họ muốn tìm cái gì ra để cho cái thế giới được hưởng như thế nào nha bạn. Đó, thì cái này nè, theo cá nhân mình thì nếu mà mình có điều kiện, mình vẫn muốn giúp đỡ người khác bằng cái cách thiết lập thí thực khoa nghi này ha. Đó, thì do mình nhờ cái mình nghĩ là cái đó là cái công đức của vũ trụ, thì mình cúng ra thì nó tỏa ra cái năng lượng đó, cái năng lượng mà nó chuyển đổi đó đó ha, nó tỏa ra cái vũ trụ này cảm nhận được và nó thiết thực ha, thiết thực trong cuộc sống, giúp người giúp đời nha các bạn. Rồi, bye.